có đi ăn không? Có. Có nấu đồ ăn mà. Có bò. Đáng nghe. Cái này. Có bò. Bò thì cũng thế. Bò xay. Có cơm, có nấu cơm không? Có, nhưng mà không có canh. Sao mày còn nấu cơm không? Có. Nhưng mà không có nấu canh nha. Không được. Không được thì không nhịn. Không có canh thì tao nấu không được. Vậy thôi, không nhịn đi. Thôi vậy, vậy tôi thôi vậy, vậy vậy tôi làm này cho ông nè, vậy ông à, vậy vậy tôi bỏ nước đá vô cho ông ăn với cơm. Lấy nước lọc cho ăn chút là canh. Thì đó dưới quê tôi ăn cơm bằng đó không á. Mẹ ông bị hơi bị tức cái vụ này nè, cái tắc máy ngang. Thấy xíu ông qua đi, tôi bỏ cơm với nước đá vô cho ông ăn. Ở dưới quê tôi hay ăn cái đó lắm á. Mẹ bị giờ tao 4 giờ tao qua xong rồi chuẩn bị mặc đồ mấy cắp nhỉ. Khúc đó không cho mọi người nghe đâu. Hả? Cái gì vậy? Đâu để chị nghe. Hồi qua đi tôi bỏ cái gì ta? Hồi hôm qua đi rồi tôi bỏ nước đá vô cho ăn chung với cơm, hơi bị bá cháy bùi chó luôn. Mọi người cho nghe thì đó kìa. Thì đó tôi hay ăn lắm á. Giờ ông ăn thử đi, bá cháy bù chó luôn. Bá cháy bù chó, bá cháy bù chét luôn, hiểu không? Qua sớm đi, không hết đồ ăn gán chịu á, còn cơm không. Không, mọi người không được nghe đâu. Bí mật dữ vậy mà ba. Cái này là ổng nói riêng thôi. Đúng rồi. Kể mọi người nghe. I love you too, Kama. Nghe rồi, sao nghe được hay giờ? Ủa, sao nghe được giả? Sao nghe được giả? Nghe được có khúc đó à? Chứ nghe được khúc sao đâu. Đây cho mọi người nghe nha. Nghe nha. Ở lại. Đừng nói để cho mọi người nghe mà. Qua sớm đi, không hết đồ ăn gán chịu á, còn cơm không. Bá cháy bù chó, bá cháy bù chét luôn, hiểu không? Thì đó tôi ăn lắm á. Giờ ông ăn thử đi, bá cháy bù chó luôn. Bá cháy bù chó, bá cháy bù chét luôn, hiểu không? Mọi người nghe rồi đó. Ủa, mọi người là ủa gì vậy? Bỏ chân xuống đi ơi. Bỏ chân xuống, có thấy gì đâu mà. Bỏ chân xuống. Ghé coi được cái gì vậy? Mày nói gì vậy? Nó chạy nhanh quá à. Em bật vô mày nó cứ bị lỗi không coi được. Hả? Không có gì, không có gì cơ. Gì dạ? Đâu có gì đâu. Ai nhắn gì hả? Không, ý là mọi người bình luận mà. Bình luận gì? Hả? Mọi bình... người kêu nói cậu, cho cậu nồi canh kìa. Không đâu. Cho ông ăn cơm với Ngọc. Cô nói chuyện mọi người đi, con ra con làm xương xương. Mi nó xương xương rồi, nó đi trang điểm xương xương đó mọi người. Thank you.
màu hồng. Cho nó ra đây